Như em đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài vô cùng là quan trọng trong cái phần ancol phenol. Đấy là cái bài về phenol. Thì phenol này nó là tên gọi của một hợp chất hữu cơ, công thức phân tử là C6H5OH nhé. C6H5OH, hay chúng ta được biết đến phân tử khối của nó là bằng 12 nhân 6 này, cộng 5 này, cộng 17 bằng 94. Cái phân tử khối của nó bằng 94. Hai cái tên gọi phenol này nó là cái tên gọi của cả một cái dãy đồng đẳng nhé, tên gọi của cả một cái dãy đồng đẳng. Ngoài ra cái tên gọi này còn là tên gọi của cả một cái dãy đồng đẳng, mà nhóm OH đính vào carbon thơ. Thế thì như chúng ta biết nhé, như chúng ta biết thì OH mà đính vào carbon no ấy, OH mà đính vào carbon no ấy, thì nó là gì ạ? OH mà đính vào carbon no thì nó là ancol, còn OH mà đính vào carbon thơm thì nó là phenol nhé. Đợi thì xin hình ảnh nó lên hơi không được. Này như vậy ổn hơn đúng không? Nào đấy, vậy ở đây mình sẽ có một La Mã này, một La Mã định nghĩa đồng đẳng thì phenol là ngoài cái thằng là công thức phân tử C6H5OH là chất có tên gọi là phenol đây, thì phenol còn được định nghĩa là cái dãy đồng đẳng mà OH đính vào carbon thơm như thầy đã nhắc ở bên trên. Đấy, thì cái thằng này mình chỉ cần nhớ vậy thôi. Thì những cái thằng mà nhóm OH mà đính vào carbon thơm thì được chung là dãy đồng đẳng của phenol. Ở đây thì có ví dụ là những cái anh mà thuộc dãy đồng đẳng của phenol. Ví dụ những cái chất mà cùng thuộc dãy đồng đẳng của phenol. Những cái chất cùng thuộc dãy đồng đẳng của phenol là OH đính vào vòng carbon thơm. Đây ạ. À. Đứng đầu tiên là dãy đồng đẳng là phenol. Ngay cạnh phenol đây. Là anh này. CH3 OH. Tương tự mình có C2H5 OH. Được chưa? Vậy là cái thằng này, này thì không thuộc dãy đồng đẳng của phenol nhé. Đây. Ví dụ như anh này thì không thuộc dãy đồng đẳng phenol. CH2OH. Được chưa? Anh này là OH đính vào carbon no thì anh này là thuộc dãy đồng đẳng của ancol nhé. Đây là thuộc dãy đồng đẳng của ancol. Đồng đẳng của ancol chứ không phải là phenol. Được chưa? Mình sang hai La Mã tính chất vật lý. Hai La Mã tính chất vật lý. Phenol có những tính chất vật lý như thế nào? Thứ nhất là phenol thì tồn tại ở điều kiện thường nhé, là thể rắn. Tồn tại ở điều kiện thường thể rắn. Tồn tại ở điều kiện thường thể rắn. Tồn tại điều kiện thường thể rắn. Được chưa? Chất rắn màu trắng. Không tan trong nước lạnh và tan nhiều trong nước nóng. Không tan trong nước lạnh. Không tan trong nước lạnh. Và tan nhiều trong nước nóng. Và tan nhiều trong nước nóng. Nhớ nhá.
không tan trong nước lạnh và tan nhiều trong nước nóng. Là một chất độc. Khi tiếp xúc với lại cơ thể người thì sẽ gây bỏng. Tiếp xúc với cơ thể người. Tiếp xúc với cơ thể người thì sẽ gây bỏng. Nhớ chưa? Đấy. Chúng ta phải nhớ những cái thành phenol này. À, thằng phenol là cái thằng mà rất thi hay trung học, rất được hay thi trung học tổng quốc gia. Chính vì vậy nên chúng ta bắt buộc phải thuộc kể cả tính chất vật lý, được chưa? Thuộc lòng tất cả những cái phần mà thầy đã cho ghi đây. Đấy, tồn tại điều kiện thường dưới thể rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng, độc tiếp xúc với cơ thể người thì gây bỏng. Đấy, chúng ta phải học hết những cái phần này nhá. Ba la mã mình xét về đồng phân ạ. Đồng phân là những hợp chất có cùng công thức phân tử khác công thức cấu tạo. Thế thì ở đây thì anh C6H5OH thì chỉ có một đồng phân duy nhất. Chúng ta đi xét đến đồng phân của phenol thì mình xét đến cái câu mà hay bị hỏi nhiều nhất là anh C7H8O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen? C7H8O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen? Có này, C7H8O có bao nhiêu đồng phân chứa vòng benzen? Cái câu này rất nhiều bạn bị sai. Rất rất nhiều bạn bị sai. Đầu tiên mình sẽ có này, mình phân tích này. 7 mà chứa vòng benzen thì bằng 6 cộng 1. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có vòng benzen đây nhá. Nhìn kỹ nhá. Vòng benzen này. Một carbon cắm vào vòng benzen này. Vậy giờ mình sẽ có là cái chỗ để vị trí đánh đính nhóm OH đúng không? OH có thể đính vào carbon là vị trí số 1. Anh này có trục đối xứng. Đính vào nhánh này là vị trí số 2 này, đính vào nhánh này là vị trí số 3 này, đính vào nhánh này và vị trí số 4. Và đa số các bạn thì chọn là có 4 đồng phân chứa vòng benzen. Nhưng thực ra là có 5, bởi vì đính vào cái liên kết ở giữa này là đồng phân số 5. Các em non thầy viết ra nhé. Thầy viết ra cho chúng ta cùng nhìn. Chất số 1 đây ạ. Chất số 1 không được gọi là phenol ạ. Chất số 1 được gọi là ancol. Chất số 2 thì mới gọi là họ hàng nhà bọn phenol. Thế thì cái bọn họ hàng nhà phenol có cái gì quan trọng mà mình lại phải đi phân tích thế? Thì tí nữa chúng ta vào cái phần tính chất hóa học chúng ta sẽ nói rõ hơn. Đây là chất số 3 này. Chất số 4 này. Chất số 4 này. Chất số 5 này. Chất số 5 là chất mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đúng không? Đây là chất số 5 này. O CH3. Được chưa? Cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy nhá, vậy chúng ta có 5 chất. Thế vậy bây giờ nếu mà thầy sửa cái câu hỏi là thành C7H8O có bao nhiêu đồng phân nhá, thuộc dãy đồng đẳng phenol, thuộc dãy đồng đẳng phenol, thì câu trả lời của các em là bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đồng phân thuộc dãy đồng đẳng của phenol thì câu trả lời của chúng ta là bao nhiêu ạ? Đúng chính xác luôn. Thuộc dãy đồng đẳng của phenol thì chúng ta phải nhớ rằng nó có vòng benzen và OH phải đính vào carbon thơm. Vậy đây này, đây là một, đây là hai và đây là ba. Được chưa? Thế thì cái thằng mà đồng đẳng của phenol đấy nó có gì đặc biệt vậy mà chúng ta lại phải quan tâm và quan sát sát sao trên nó? Thì bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo, phần 4 la mã, phần tính chất hóa học nhé. 4 la mã tính chất hóa học. Bốn la mã này, tính chất hóa học, tính chất hóa học của phenol. Thế thì mình sẽ có như thế này. Đầu tiên cái tính chất hóa học của phenol, cái tính chất đặc biệt nhất của nó đấy là một nhỏ, nó là tính axit yếu. Tính axit yếu. Tính axit yếu của phenol ở đây chúng ta chú ý một điều cho thầy như sau. Đó là thứ nhất là nó làm không làm đổi màu quý tím.
không làm đổi màu quỳ. Thế nó không làm đổi màu quỳ, vậy làm sao phải biết nó có tính axit ạ? À, tại vì là nó có cái phản ứng mà tác dụng với dung dịch NaOH. Các em lưu ý nha, cái phản ứng này nó khác biệt so với ancol. Ancol thì không có tác dụng với NaOH, nhưng phenol thì có tác dụng với NaOH. Chúng ta có phương trình như sau. C6H5OH tác dụng với NaOH thì tạo thành C6H5ONa cộng với H2O. Được chưa? C6H5OH cộng NaOH để tạo thành C6H5ONa cộng với lại H2O. Ok? Hiểu chưa? Thế thì cái phản ứng này nó xảy ra như thế này này. Anh C6H5 này, đầu tiên nó phải phân tích thí nghiệm nhé. Đầu tiên này, anh C6H5 này ở bên trong ống nghiệm. Anh C6H5 ở bên trong ống nghiệm. Được chưa? Đây là dung dịch này. Đây là dung dịch này. Được chưa? Thế ở đây là thầy có một cái lớp. Anh này đây là chất kết tủa đây. C6H5 là chất kết tủa ở dưới này. C6H5OH là chất kết tủa dưới này. Được chưa? Thế bên trên là dung dịch nước. Đấy, nó phân lớp với nước. Xong bây giờ thầy bắt đầu thầy nhỏ từ từ NaOH vào. Thầy nhỏ từ từ NaOH vào. Khi mà nhỏ từ từ NaOH vào xong rồi nguấy lên ạ, thì C6H5 sẽ tác dụng với NaOH, phản ứng xảy ra để tạo thành C6H5ONa cộng nước, thằng này tan. Nhớ nhá, C6H5ONa là muối nhá, anh này là muối natri phenolat. Muối natri phenolat. Và anh này bị tan nhá. Vậy suy ra này, hiện tượng này đầu tiên là có kết tủa màu trắng nhá, sau đó cho NaOH vào thì kết tủa bị tan ra. Được chưa? Nguấy nguấy lên là kết tủa tan này. Cả nhà nhớ chưa? Đây hiện tượng. Những hiện tượng này rất quan trọng. Hiện tượng là nhỏ từ từ NaOH vào thì kết tủa tan, tạo thành dung dịch natri phenolat, dung dịch không màu. Thế điều gì xảy ra nếu thầy sục cái thằng CO2 vào đây ạ? Nhá, bây giờ thầy đến bước số 2 là thầy sục CO2 vào dung dịch natri phenolat. Sục CO2 vào dung dịch natri phenolat. Thế thì chỗ này là cả nhà phải chú ý này. Cái tính axit yếu của anh phenol, cái tính axit yếu của anh phenol này là nó còn yếu hơn cả H2SO3. H2SO3 là cái dạng của thằng CO2 tan trong nước. Vậy ở đây mình sẽ có nhé. CO2 này vào nước này là thành H2SO3 này cộng với C6H5ONa thì nó sẽ tạo thành cái gì ạ? C6H5OH cộng với NaHCO3. Vậy là chúng ta lại nhìn thấy điều sau. Đây. Dung dịch đây, nó lại làm sao? Xuất hiện kết tủa màu trắng. Được chưa? Khi mà sục CO2 vào dung dịch natri phenolat thì nó lại xuất hiện kết tủa màu trắng. Xuất hiện kết tủa màu trắng. Là kết tủa của C6H5OH. Được chưa? Và sản phẩm chúng ta phải sinh ra NaHCO3. Các bạn nào biết là tại sao nó lại sinh ra NaHCO3 chứ không phải Na2CO3 không ạ? Các bạn nào biết tại sao nó lại sinh ra NaHCO3 chứ không phải Na2CO3 không ạ? Lý giải nhé. Bởi vì thế này này, NaHCO3 này là môi trường kiềm yếu. Còn Na2CO3 như thầy đã từng giới thiệu chúng ta là thằng này là môi trường kiềm mạnh. Thế thì Na2CO3 là môi trường kiềm mạnh thì nó lại tác dụng tiếp với thằng C6H5OH nhá, nên là phản ứng này, nên là nó chỉ có tác dụng trong này, nó chỉ tồn tại NaHCO3 mà thôi. Đấy, chúng ta hiểu biết cho thầy những cái phương trình này, và đây là những cái phương trình rất là quan trọng, rất là dễ thi, với cả hiện tượng nữa, cả hiện tượng thí nghiệm cũng rất là hay thi. Chúng ta cần nắm thật chặt cái chỗ phần này nhá. Đây là tác dụng với lại dung dịch NaOH. Ngoài ra thì phenol nó có nhóm OH nên nó cũng vẫn tác dụng với các kim loại kiềm, tác dụng với các kim loại kiềm. Ví dụ như là C6H5OH
OH thì nó vẫn tác dụng với natri để tạo thành C6H5 ONA cộng 1/2 H2. Nó vẫn tác dụng nhá. Nó vẫn tác dụng như bình thường, như một ancol bình thường. Vậy là ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là cái tính chất đặc biệt của cái thằng ancol nó à, thằng phenol nó khác so với ancol. Đấy là gì ạ? Đây, tác dụng với NaOH. Đúng chưa? Thế thôi ạ. Và có tính axit yếu. Vậy thôi nhá. Nó khác đặc biệt vậy thôi. Ngoài ra nó còn một cái phản ứng nữa. Hai nhỏ. Là phản ứng nitro hóa. Nitro hóa hay còn được gọi là phản ứng thế. Phản ứng nitro hóa hay còn được gọi là phản ứng thế. Thì mình sẽ có này, cái nhóm OH. Các em cùng chú ý nha. Cái nhóm OH mà đính vào vòng thơm này này là nhóm thế no. Đúng chưa? Và nhóm thế no thì khi đính vào vòng thơm thì nó sẽ khiến cho vòng thơm ưu tiên thế vào vị trí ốc thô và para. Đúng không ạ? Do nhóm OH là thuộc nhóm thế no. Nên suy ra là sẽ ưu tiên thế vào hydro ở vị trí ốc thô và para nhá. Ưu tiên thế vào hydro ở vị trí ốc thô và para. Và đặc biệt nhất ở đây thì chúng ta sẽ có cái phản ứng thế nitro hóa. Phản ứng nitro hóa OH này cộng với lại HO này, NO2 này, đặc này, dư này trong môi trường H2 SO4 đặc. Ok. Do là HNO3 dư nhá. Thì ở đây này sẽ ưu tiên tới vị trí hydro ở đây, ở đây nó có hydro mà. Hydro ở đây và ba hydro ở đây bị thế bởi ba gốc NO2 để tạo thành đấy. Ba gốc NO2 đây. OH này. NO2 này. NO2 này. NO2 này. Và cháu này có tên gọi là gì ạ? Trinitrophenol. Đây số 1, 2, 3, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Được chưa? 2,4,6 trinitrophenol. Trinitrophenol. Và rõ ràng rồi, khi ăn 3 gốc NO2 này thì sẽ có 3 thằng OH ăn với lại 3 thằng H còn lại để tạo thành 3 thằng nước. Chú ý cho thầy cái kết tủa màu là cái kết tủa mà hay bị hỏi nhất trong kỳ thi trung học quốc gia. Anh này cứ có gốc NO2 là kết tủa màu vàng nhé anh. Cứ có gốc NO2 là kết tủa màu vàng. Và phản ứng này, ứng dụng của nó để sử dụng nhận biết phenol. Nhận biết phenol. Anh 2,4,6 trinitrophenol này còn được gọi dưới một cái tên khác nữa là axit picric. Axit picric. Axit picric nhé. Chúng ta phải nhớ cho này. Ok. Ba nhỏ. Ba nhỏ. Là tác dụng với nước brom. Dung dịch brom. Tác dụng của dung dịch brom. Đấy thì như ở bên trên thì mình có là do OH là nhóm thế no nên đính vào vị trí ốc thô và para nên nó vẫn ưu tiên thế hydro ở vị trí ốc thô và para thôi. Vậy bây giờ chúng ta cùng viết phương trình nhá, cùng viết phương trình cho thầy về phenol mà tác dụng với lại dung dịch brom. OH này tác dụng với lại brom dư thì các em cùng viết cho thầy xem nó tạo thành gì. Và phản ứng này đều sẽ phản ứng này là điều kiện thường. Điều kiện thường. Xem nào. Phenol mà tác dụng với brom dư thì tạo thành gì? Mình có nhá, do OH là no nên nó ưu tiên vị trí ốc thô này, meta này, para, nó ưu tiên vị trí ốc thô và vị trí para. Vậy ta vẫn tạo thành là gì ạ? OH này, Br này, Br này, Br này. Kết tủa màu trắng nhá, kết tủa màu trắng. Và tên gọi của cháu nó là 2,4,6 tri nitro. Sorry không phải tri brom
phenol cộng với 3HBr. Tại vì nó có 3 hiro bỏ ra mà. Đấy, các em chú ý nhé. Vậy là ở đây mình có là cái thằng mà phenol ấy thì nó tác dụng với cả thằng HONO2 tạo thành kết tụ màu vàng và tác dụng với cả dung dịch brom dư ở điều kiện thường để tạo thành kết tụ trắng. Cái này sau này sẽ rất hay bị hỏi trong cái đề thi trung học phổ thông quốc gia. Để cho vào đây cũng được ứng dụng để nhận biết phenol nhá. Cái này cũng được ứng dụng để nhận biết phenol. Vậy là phenol có hai cái tụa, một cái tụa màu trắng với brom và một cái tụa màu vàng với lại HNO3. Các em đều phải nhớ cả hai cái tụa này. Ok chưa? Hiểu chưa? Rất là dễ rồi đúng không? Mình sang phần 4 La Mã. Mình sang phần 4 La Mã. 4 La Mã. Ứng dụng điều chế. Thế thì mình chỉ quan tâm đến ứng dụng của phenol thôi ạ. Ứng dụng còn điều chế để trong sách giáo khoa rồi. Ứng dụng của phenol thì phenol thường hay được sử dụng để làm các chất diệt nấm mốc. Nó độc mà. Chất diệt nấm mốc. Và là tiền chất để sản xuất ra. Tiền chất để sản xuất ra các chất mang màu, chất tạo màu. Vân vân. Phenol còn rất nhiều cái đặc tính khác nhá. Này là anh phenol này, anh anilin này đều là những anh cực kỳ quan trọng nhá. Chúng ta đều phải thuộc hết và ở đây thầy đã cho chúng ta ghi rồi. Bây giờ chúng ta đã vừa học xong về phenol. Thì chúng ta sẽ có là câu số 1 đây. Thì đề bài hỏi là phenol và những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có nhóm hydroxin. Phenol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có nhóm hydroxin. Hydroxin thì chuẩn này nó chính là nhóm OH đấy ạ. Được chưa? Liên kết với nguyên tử carbon của vòng benzen nhé. B này là liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzen. Liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzen. Ok chưa? Đấy nha, chúng ta phải nhớ câu đấy nha. Câu số 2. Câu hỏi của câu số 2 thì bài hỏi là số đồng phân thơm. Đồng phân thơm thì tương đương với việc là nó phải có chứa cái gì ạ? Nó phải có chứa vòng benzen nhá. Đồng phân thơm thì nó phải có chứa vòng benzen. Có cùng công thức phân tử là C7H8O mà lại tác dụng được với natri. Vừa tác dụng được với natri mà vừa tác dụng được với cả NaOH. Thế đây chúng ta lưu ý này. Chúng ta lưu ý này. Thế thì đồng phân thơm C7H8O. Vậy điều này tương đương với nhá là nó có vòng benzen. Tác dụng với natri là phải có nhóm OH. Tác dụng được với NaOH thì phải có nhóm OH đính vào vòng thơm. Vậy đây là OH đính vào vòng thơm. Nhớ chưa? Đấy, thế thì vậy thì cái này lúc nãy ta đã giải rồi. Lúc nãy ta giải ở đây rồi. Đúng không đây? C7H8O có bao nhiêu đồng phân mà có OH đính vào vòng carbon thơm thì nó tác dụng được với cả thằng tác dụng được với lại cả thằng Na và tác dụng với cả thằng NaOH. Đây là 1 này, 2 này, 3 này. Vậy là mình chỉ có mấy thôi ạ? Mình chỉ có 3 thằng thôi nhá. Đây OH tác dụng đính vào vòng thơm đây. 3 cháu. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án 3. 3 là có A. A. 3 chất. Ok. Mình sang câu số 3 nhá. Câu số 3. Câu số 3. Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6O2. C6H6O2. Biết X tác dụng với KOH theo tỷ lệ mol 1 chia 2. KOH 1 chia 2. Thế thì tác dụng với KOH này theo tỷ lệ là 1 chia 2. Vậy thì tương đương với việc là cái thằng chất X này có hai nhóm OH, hai nhóm OH đính trực tiếp vào vòng carbon thơm.
đính trực tiếp vào vòng benzen. À, vậy là suy ra bây giờ mình đi tìm thì mình chỉ cần đi tìm là cái thằng mà có vòng benzen và có hai nhóm H đính trực tiếp vào vòng benzen thôi. Vậy ở đây ta sẽ có đây. Đây ạ. Hai nhóm OH nhé. Đây thì cắm một nhóm OH này trước. Thế còn nhóm OH còn lại thì cho chạy. Được không? Vậy đây là 1 2 3. Được chưa? Vậy là cái câu số 3 này chúng ta là sẽ chỉ có mấy thôi ạ? Nó chỉ có 3 chất thôi. Được chưa? Có 3 chất vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 3 chất. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 3 chất nhá. Mình sang câu tiếp theo là câu số 4. Câu số 4. X là một dẫn suất của benzen. X là một dẫn suất của benzen. Dẫn suất của benzen. Dẫn suất của benzen thì tương đương với việc là nó có vòng benzen. Được chưa? Không phản ứng với NaOH, không tác dụng với NaOH. Tác dụng với NaOH. Và có công thức phân tử là C7H8O. Thế thì cái không tác dụng với NaOH này thì tương đương với là nhóm OH là không đính vào carbon thơm. Không đính vào carbon thơm. Được chưa? Đấy nhá. Không tác dụng với NaOH thì tương đương với lại nhóm OH không đính vào carbon thơm. Ok chưa? Thế vậy ở đây mình có này. OH mà không đính vào carbon thơm và lại có công thức phân tử là C7H8O. Vậy hoàn toàn ở đây ta sẽ có C7H8O nhá, mà OH lại không đính vào carbon thơm. Vậy mình chỉ có này. Đây là O này. CH3 là một cháu này. Cháu thứ hai. Cháu thứ hai đây là CH2OH là cháu thứ hai. Chúng ta chỉ có hai cháu thôi. Được chưa? Chúng ta chỉ có hai cháu thôi. Vậy thì cái câu số 4 này đáp án đúng của chúng ta là đáp án A có hai đồng phân. A hai đồng phân. Ok. Câu số 5. Mình sang câu số 5. Câu số 5 nhá. Cho các chất cặp chất là đồng đẳng của nhau là, đây để bài cho ta các chất sau đây. C6H5OH. H5OH được ký hiệu là chất X. CH3C6H4OH. CH3 này. C6H4 này. OH này được ký hiệu chất Y. C6H5 CH2OH được ký hiệu là chất Z. Đề bài hỏi là những chất sau đây, những chất nào là đồng đẳng của nhau? Thế chúng ta lưu ý này, định nghĩa của đồng đẳng là gì ạ? Mình phải nhắc lại định nghĩa đồng đẳng. Đồng đẳng là các hợp chất hữu cơ có cùng công thức phân tử và có cấu trúc tương đồng nhau. Lưu ý ở đây là cấu trúc nó phải tương đồng nhau nhé. Vậy mình viết cái cấu trúc thằng X ra, vẽ cái cấu trúc ra mình mới nhìn thấy được. Đây anh X đây, OH cắm đây, vậy nó chính là phenol. Anh Y đây ạ, anh Y đây, CH3, OH đính vào đây, đính vào đâu trong ba vị trí này đều được. Thì mình nhìn thấy này, anh X và anh Y thì đều có nhóm OH đính vào vòng carbon thơm. Anh Z đây, anh Z đây, CH2OH, anh Z là OH đính vào carbon nó. Vậy điều này chứng tỏ là chỉ có X và Y là thuộc cùng dãy đồng đẳng của nhau. Và X, Y là cùng thuộc dãy đồng đẳng phenol. Được chưa? Vậy với câu số 5 thì mình có đáp án đúng, mình là đáp án A. X và Y. X và Y. Ok chưa? Ok chưa? Nào. Bây giờ làm tiếp cho thầy câu tiếp theo. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 đều là các câu về lý thuyết. Đúng không? Thầy chữa sau đi.